Phân tích giá ngày 27 tháng 2, Bitcoin và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang cố gắng phục hồi, nhưng việc bán ra ở mức kháng cự trên cao có thể tiếp tục cản trở đà tăng giá. Bitcoin, BTC và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang cố gắng bắt đầu tuần mới theo hướng tích cực, nhưng một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về triển vọng ngắn hạn của thị trường. Theo Mike McLone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao của Bloomberg Intelligence, Bitcoin sẽ đối mặt với ngưỡng kháng cự đáng kể ở mức $25,000. McLone tin rằng có thể phải mất một thời gian trước khi loại hình mua và nắm giữ chiếm thế thượng phong. Có vẻ như cá voi Bitcoin, những thực thể duy nhất sở hữu 1.000 BTC trở lên, cũng không tin vào sự phục hồi của thị trường tiền điện tử. Theo Glassnode, số lượng cá voi Bitcoin đã giảm xuống còn 1.663, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 2.161 vào tháng 2 năm 2021. Rất khó để bắt đáy ở bất kỳ thị trường nào. Do đó, các nhà giao dịch nên cố gắng xây dựng danh mục đầu tư khi họ tin rằng xu hướng giảm đã kết thúc và mô hình cơ sở đã bắt đầu. Thay vì mua toàn bộ số lượng trong một lần, họ có thể dần dần xây dựng danh mục đầu tư và đặt mục tiêu hoàn thành việc mua trước khi tài sản lấy đà và tăng cao hơn. Sức mạnh trên thị trường chứng khoán có thể kéo Bitcoin và Altcoin lên cao hơn không? Hãy nghiên cứu các biểu đồ để tìm hiểu. BTC USDT đã phục hồi từ mức hỗ trợ $22,800 vào ngày 25 tháng 2 và tăng lên trên đường EMA 20 ngày $23,417 vào ngày 26 tháng 2. Điều này cho thấy rằng các mức thấp hơn đang thu hút người mua. Tuy nhiên, giao đấu có thể không dễ dàng bỏ cuộc. Họ sẽ cố gắng kéo giá trở lại dưới đường EMA 20 ngày và thách thức đường trung bình động đơn giản 50 ngày hoặc SMA $22,433. Nếu mức này nhường chỗ, cặp BTC USDT có thể giảm mạnh xuống mức hỗ trợ chính tiếp theo ở mức $21,480. Ngoài ra, nếu giá một lần nữa bật ra khỏi $22,800, điều đó sẽ báo hiệu rằng người mua đang quyết định bảo vệ mức này. Điều đó có thể chỉ ra một hành động giới hạn phạm vi trong khoảng từ $22,800 đến $25,250 trong một vài ngày. SUSDT, sự cân bằng này sẽ nghiêng về phía phe bò nếu họ đẩy giá và đóng cửa trên $1,680. Sau đó, cặp SUSDT sẽ cố gắng vượt lên trên ngưỡng kháng cự $1,800 và bắt đầu hành trình hướng tới mức tâm lý là $2,000. Ngoài ra, nếu giá một lần nữa giảm xuống từ ngưỡng kháng cự trên, điều đó cho thấy phe bán không sẵn sàng từ bỏ. Điều đó có thể làm tăng khả năng phá vỡ dưới đường SMA 50 ngày. Sau đó, cặp này có thể giảm xuống còn $1,460 và sau đó là $1,352 BNB USDT. Đã phá vỡ và đóng cửa dưới đường SMA 50 ngày $307 vào ngày 24 tháng 2, nhưng những người đầu cơ giá lên đã mua mức giảm và đẩy giá lên đường EMA 20 ngày $309 vào ngày 26 tháng 2. Mức này đang thu hút lực bán của những người đầu cơ giá xuống. Đã phục hồi khỏi đường SMA 50 ngày $1,587 vào ngày 25 tháng 2 cho thấy phe bò đang bảo vệ quyết liệt mức này. Đường EMA 20 ngày $1,626 đã đi ngang và chỉ số ASI nằm ngay trên điểm giữa cho thấy sự cân bằng giữa cung và cầu. Nếu giá giảm xuống và phá vỡ dưới $295, điều đó cho thấy rằng người bán đã biến đường EMA 20 ngày thành ngưỡng kháng cự. Sau đó, cặp BNB USDT có thể giảm về mức hỗ trợ quan trọng ở mức $280. Đây là một mức quan trọng cần chú ý vì một lần thoát khỏi nó có thể dẫn đến sự hình thành phạm vi từ $280 đến $318 trong một thời gian. Động thái xu hướng tiếp theo trong ngắn hạn có thể bắt đầu nếu người mua đẩy giá lên trên $318 hoặc phe đấu đẩy giá xuống dưới $280 XRP USDT.
giá đã dao động trong một phạm vi lớn từ 0,3 đô la đến 0,43 đô la trong vài tuần qua. Giá đã phá vỡ dưới đường SMA 50 ngày 0,39 đô la Mỹ vào ngày 23 tháng 2 và đang dần giảm xuống mức hỗ trợ vững chắc tại 0,36 đô la Mỹ. Đường EMA 20 ngày 0,38 đô la Mỹ đã bắt đầu đi xuống và chỉ số ASI nằm trong vùng tiêu cực cho thấy phe gấu có lợi thế hơn một chút trong thời gian tới. Nếu giá phá vỡ dưới 0,36 đô la Mỹ, cặp XRP USDT có thể trượt xuống đường hỗ trợ của kênh giảm dần. Quan điểm tiêu cực này có thể vô hiệu trong thời gian tới nếu giá tăng và vượt lên trên kênh. Sau đó, cặp tiền này có thể cố gắng phục hồi mức kháng cự trên cao ở mức 0,42 đô la, nơi phe gấu dự kiến sẽ thiết lập một hàng phòng thủ mạnh mẽ.